Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Silverback Tarot. Mình là Linh, Tarot Reader. Ok, hôm nay chúng ta có một chủ đề cực kỳ giải trí. Đấy chính là cái ngày kết hôn của bạn sẽ diễn ra nào, cái ngày cưới của bạn sẽ diễn ra nào. Mình đã chia sẵn tụ trong ra đây rồi. Và các bạn chọn tụ 1 này, tụ 2 này, tụ 3. 1, 2, 3, các bạn chọn tụ mà các bạn cảm thấy thu hút nhất nha. Hít thật hơi thật sâu rồi mở mắt ra rồi chọn cái tụ làm các bạn cảm thấy thu hút nhất. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với cái tụ số 1 này. Ok, tụ 1 nha, mình sẽ mở cái tarot ra đầu tiên. Hãy còn là nữ hoàng. Nữ hoàng gậy, hạn còn là vua kiếm. Ok, các bạn còn là ba ly, các bạn còn là lover. Trời ơi. Ok, các bạn còn là belong to your old dream, keep your old way. Còn là long distance. Và beauty queen. Biết rồi đấy. Mình nắm biết. Ok, các bạn tụ 1 nào. Ngày cưới của các bạn tụ 1 đấy. Các bạn cực kỳ đẹp đôi luôn. Cực kỳ đẹp đôi. Trong mắt người mọi người, hai người cực kỳ đẹp đôi luôn. Bạn thì rất chi là quyến rũ đẹp. Bạn có lá beauty queen ở đây, cô dâu năng lượng lam ở đây, năng lượng nữ ở đây cực kỳ xinh luôn. Trong mọi người các bạn kiểu cực kỳ nổi bật nhá. À, cô dâu ấy kiểu năng lượng nữ ấy thì cực kỳ nổi bật kiểu quyến rũ, còn năng lượng lam thì mang theo một cái vẻ gì đấy rất chi là chững chạc rồi kiểu trí thức ấy. Có vẻ nhà trai với nhà gái, nếu mà các bạn kiểu đón dâu ấy các thứ ấy thì có vẻ nhà trai nhà gái xa nhau, cách xa nhau này, xa nhau nhá. Gì nhỉ, nếu mà các bạn không tổ chức kiểu đón dâu kiểu nhà trai nhà gái thì có vẻ như các bạn tổ chức đám cưới ở một nơi xa chẳng hạn. Nếu mà các bạn có điều kiện ấy thì sẽ ở nơi xa, nói chung là một là địa điểm xa, hai là hai nhà trai nhà gái rất chi là xa nhau. Cái không khí buổi tiệc quý đội đám cưới của bạn rất chi là vui luôn mọi người, tưng bừng. Belong to your old dreams, create your old life. Cái lá này là cho mình cảm giác là ấy, các bạn hãy kiểu có những kế hoạch sẵn trước đi, các bạn sẽ kiểu để cuộc đời cuộc sống của bạn sẽ như nào ấy thì bạn hãy lên kế hoạch trước, bạn sẽ tạo dựng ít nhất là tạo dựng ra trong 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 đầu của mình trước thì nó kiểu như một cái luật hấp dẫn ấy, nó sẽ kiểu thu hút đến với bạn những cái sự cái việc mà bạn đang nghĩ trong đầu ấy, tưởng tượng trong đầu nó sẽ đến với bạn là nó sẽ thành sự thật. Một đám cưới cực kỳ dễ thương. Phải nói là ở đây là cô dâu là đẹp tuyệt trần. Beauty queen. Đẹp tuyệt trần mọi người ạ. Đẹp tuyệt trần ấy có vẻ như kiểu như trong đây có vẻ hoa hậu tương lai. Đây là có năng lượng của hoa hậu nhá. Hai các bạn thì rất đẹp đôi, rất là yêu thương nhau. Mọi người đều rất chúc mừng này. Bạn thì mình cảm thấy như bạn là một người khá chỉ là có chủ kiến đấy, cái bạn mang năng lượng lực trong đây, một người khá chủ kiến, là kiểu một người phụ nữ kiểu mẫu hiện đại, rất chỉ là quyến rũ và kiểu tự lập ấy. Người con trai năng lượng làm thì thông minh, ăn nói chững chạc, cái lời nói cũng rất chỉ là chững chạc, kiểu người ta đúng kiểu mang năng lượng làm kiểu không hay nói lời ngọt ngào nhưng mà rất chỉ là thông minh và tinh tế. Nói chuyện thì cũng khá là thẳng ấy, không phải là quá chi là
ngọt ngào của kiểu lươn lẹo đâu. Một đám cưới sẽ diễn ra là ấy. Đầu tiên là chú rể hoặc cô dâu. À, chú rể đi đón dâu ở xa, hai bạn nhà xa nhau. Cô dâu trong đấy mọi người sẽ phải thốt lên: "Oh my god, cô dâu quá đẹp. Cô dâu xinh ơi quá đẹp luôn. Hai người đẹp đôi cực kỳ." Và kết thúc buổi lễ là mọi người linh đình nhậu nhẹt, uống rượu bia cạn ly cạn chén. Và chúc mừng buổi lễ thôi. Phải nói trong đây tông điểm của cái đám cưới này chính là cô dâu. Cô dâu ở đây có vẻ như là rất được chú rể chiều, rất chi là kiểu cái đám cưới nào ấy đều theo ý của cô dâu ấy. Cô dâu có ý tưởng nào thì hầu như đám cưới là theo ý tưởng của cô dâu. Cô dâu được chú ý là xinh đẹp nhất này. Mình cứ cảm giác là kiểu các bạn ấy, có một số bạn trong đây sẽ kiểu tổ chức đám cưới của sai sai. Ừ, có nghĩa là chẳng hạn các bạn đi ra ra gì nhỉ, ra nhà hàng tổ chức, à không không thế, không phải xa đâu, các bạn có thể ra gì, ra đến một nơi là nói như chẳng hạn như Đông Nhi ông Cao Thắng ấy, ra tận Phú Quốc mà tổ chức đám cưới ấy, các bạn có thể cũng đi xa như vậy. Ok, đám cưới của các bạn tụi một rất chi là vui, và cô dâu phải nói là đám cưới động trong tâm trí của mọi người là cô dâu quá đẹp mọi người. Đám cưới này như một đám cưới ở trong mơ luôn. Bạn bè của bạn là đến ủng hộ chơi dã man luôn. Bạn bè hai bên ấy là cực kỳ khuấy động cái không khí đám cưới. Mình cảm thấy như đám cưới ở đây ấy, có vẻ như không phải là một đám cưới quá chứ là truyền thống, các bạn hiểu không? Nó mang hơi hướng hiện đại và trẻ trung rất nhiều. Ê, ôi dồi, mình không hiểu sao ấy, mình không biết là cô dâu trong đây đẹp đến mức nào nữa, mà kiểu bạn nhìn đi, kiểu người ta nhìn mà kiểu như là chạm không với tới. Ê các bạn, có khoảnh khắc như một số bạn ở đây, các bạn có khoảnh khắc mà trong đám cưới các bạn có sẽ thể mà có khoảnh khắc mà hai bạn cầm tay nhau rồi kiểu nói lời thề đấy. Đây. Nói lời thề, cầm tay nhau nói lời thề. Đây kiểu như đây bạn chồng bạn với phù rể, thì chồng bạn là một người khá chi là được tôn trọng ấy. Nếu mà nam tính trong đây, nếu bạn là con gái ấy, thì người nam tính trong đây khá là được tôn trọng, khá là được kiểu có uyên thâm, lại có hiểu biết sâu, có kiến thức gì đấy mà người ta nói chung là, hoặc là thành tích mà gì đấy mà người ta khá chi là tôn trọng. Còn người con gái trong đây thì kiểu như là vừa giỏi vừa đẹp, kiểu thu hút một cách dã man ấy. Thu hút một cách dã man. Các bạn cũng có thể các bạn tổ chức đám cưới trên thuyền nữa nhé. Có một số bạn đây, vùng nước ở đây có một số bạn sẽ tổ chức đám cưới trên thuyền. Ngày cưới của các bạn nói chung là đây mọi người chỉ nhảy múa rồi ca hát đây, rồi cạn ly yo, xong các bạn này, các bạn nói lời thề nguyện xong, kiểu tổ chức nghi lễ xong các bạn bắt đầu nhảy múa, tất cả mọi người ra nhảy múa cạn ly, vui vô cùng luôn. Một đám cưới nói chung là quá vui rồi. Mình không thấy có điều gì xảy ra ở đây mà kiểu kiểu cái sự cố gì xảy ra trong đám cưới hết. Đám cưới đều rất chi là vui vẻ. Và cô dâu rất đẹp, cô dâu kiểu như là hoa hậu ấy. Không biết cô dâu có phải hoa hậu tương lai không? Đám cưới này mình cảm thấy là khá chi là mất nhiều tiền. Mất khá nhiều tiền này. Có vẻ như là trong đây hai bạn có điều kiện ha, không có điều kiện sẽ có một cái khoảnh khắc mà cô dâu chú rể nhìn vào nhau kiểu đám cưới, kiểu như là kiểu cảm xúc mà nó khá chỉ là hưng phấn khi mà kiểu bắt đầu trao lời thề nguyện, hay là kiểu cưới nhau, hay là trao nhẫn hay gì, nó khá chỉ là hưng phấn khi mà cô dâu chú rể cầm tay nhau ở trên bục ấy và làm nghi lễ. Khá chi là hai cô dâu chú rể cảm thấy như là kiểu yêu lúc mà mới yêu, kiểu cảm giác như thế, cảm giác hưng phấn như thế, cảm giác mà kiểu hưng phấn phấn khởi ở trong bụng hai người. Hey, hoa hồng có vẻ như là trong đám cưới của bạn các bạn ấy có thể là sẽ có hoa hồng.
lãng mạn cực kỳ luôn. Ui ôi, có cả ánh trăng. Đây có một số bạn tổ chức đám cưới ở buổi khá tối nhá. Tối ấy, buổi tối này. Đám cưới tuyệt vời, một đám cưới nói chung mà tình cảm ok này. Tình cảm ok. Bạn kiểu một cặp đôi một khoảng thời gian đấy, cũng khá là dài, không phải ngắn, mà đến với nhau một phát xong mấy tháng cưới luôn đâu. Mà mình thấy các bạn là cặp đôi ít nhất phải 1 năm trở lên bắt đầu cưới nhau ấy. Tất cả mọi người đều chúc mừng một đám cưới quá đẹp luôn. Rồi đám cưới ấy, bạn bây giờ bạn kiểu muốn hấp dẫn rồi thu hút cái đám cưới như nào ấy, thì hãy cứ tưởng tượng trong đầu trước đi, mai sau tương lai nó sẽ kiểu được thu hút đến với các bạn nhé. Nó khả năng cao sẽ được thu hút đến đấy. Ok, cảm ơn các bạn tụ số 1 đã lắng nghe. Bây giờ mình sẽ kết thúc tụ số 1 ở đây. Các bạn thích thì hãy nhớ like, share và subscribe kênh channel của mình nhé. Bây giờ mình sẽ đến với tụ số 2. Các bạn tụ số 2, đám cưới của bạn sẽ ra như thế nào, sao sẽ ra nào sao? Mình cảm thấy như là hai các bạn kiểu như là trong thời gian khá ngắn ấy thì đã cưới nhau rồi. Nơi đám cưới thì xảy ra ở nơi khá chỉ là thiên nhiên này, có hoa lá rồi cây biển các thứ, đất đã rất chi là thiên nhiên, một nơi khá là thiên nhiên ngoài trời. Hai bạn có vẻ như là, hoặc là người nữ trong đây có vẻ như là có rất nhiều ánh tán chẳng hạn, rất chi là đắn đo trước khi mà, rồi suy xét mà trước khi mà kiểu kết thúc cái đời độc thân ấy, để mà đi đến cái đời 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 kết hôn hôn nhân ấy. Mình cảm thấy đặc biệt người nữ trong đây là người nữ trong đây khá chi là nhiều anh tán. Nhưng mà kiểu như là cái cuộc hôn nhân này ấy, nó đến với nhau được vì sao, vì cũng như là đây là kiểu như là số mệnh ấy hay được sắp đặt rồi, kiểu judgment này cũng lá được cho là kiểu sắp đặt đấy, từ từ các thiên thần rồi vũ trụ là sắp đặt cho các bạn cuộc hôn nhân này rồi. Mặc dù hai người cũng kiểu như là không phải là đến xúc động mà cưới nhau, mà kiểu như là một thời gian ngắn thôi, tự nhiên xong là đã cưới nhau rồi, quen nhau một thời gian ngắn mà nó đã cưới nhau rồi. Và quá vẻ như là khi mà trước khi cưới nhau là hai các bạn vừa trải qua một cái chia tay hoặc một cái đổ vỡ gì đấy, bạn khá là lộn xộn mà đã cưới nhau. Nhưng thật ra cái này ấy là do sắp đặt rồi, đây là được một cái gì đó mà do nó liên quan đến vũ trụ, nó liên quan đến tâm linh nhá. Sáu xu ở đây ấy, thì các bạn kiểu có mối cái trong đám cưới này ấy, thì là cái sự cho nhận rất chi là cân bằng, có nghĩa là kể cả cô dâu chú rể đều rất chi là cân bằng trong cái vấn đề chi tiền, chi cái ngân ngân sách ấy. Về đám cưới thì hai chú rể, hai cô dâu chú rể đều gồm với nhau để ấy, để mà kiểu tạo ra đám cưới. Hai người có một đám cưới ngoài trời rất chi là tự nhiên, rất chi là cây cỏ rồi ngoài trời này,
là kết kết hợp với tự nhiên, nói chung là nó có nhiều hoa. Một, nếu mà các bạn tổ chức ở nhà thì một là nó có nhiều hoa, hai là ấy, nó cái liên quan tới gì đó đến tự nhiên, mình không hiểu sao đây, nguyên tố là tự nhiên lắm, ngoài trời tự nhiên. Ice cream, một người con gái rất là lạnh lùng. Mình nghĩ là khi người nữ ở đây ấy, người ta mà kiểu khi mà người con trai gọi là cầu hôn rồi cưới các thứ ấy, thì người nữ ở đây người ta cũng rất chị, người ta chưa chắc chắn lắm, người ta vẫn chưa chắc chắn là có muốn kiểu đến với cái người người nam trong câu chuyện này không. Nhưng mà nói chung là duyên số sắp đặt hết rồi nên là vẫn đến với nhau thôi. Người nữ ở trong đây khá lạnh lùng lý trí. Mình cảm thấy những người này cũng khá độc lập về tài chính ấy. Người ta kiểu theo cái kiểu gọi gọi là phương, bên Tây thì người ta hay gọi là nữ quyền ấy, kiểu là con bằng bình đẳng giới ấy. Còn trong đám cưới người ta cũng lo như thế luôn, là con trai sẽ này, con gái như này, là không phân biệt là gái hay trai, phải bỏ nhiều hơn hay gì hết. Thì đám cưới này là chia chia ra với nhau, là còn có thể người gái người ta nếu mà người ta kiếm được nhiều tiền hơn ấy, người ta còn có thể là ok, em sẽ chịu cái phần nhiều hơn, còn anh chịu phần này. Một người con gái mà mang năng lượng nam tính rất nhiều. Kết thúc đời độc thân và nó cũng xong cái sau cái đám cưới này thì nó cũng thay đổi một kiểu con người của các bạn rất nhiều ấy. Con người của người nam rồi người nữ biết chia sẻ với nhau hơn này. Đây là một mối quan hệ được định mệnh sắp đặt. Ok, nó kiểu như là chớp nhoáng hóa, không không khiến các bạn động lại gì nhiều khi mà kiểu trước khi cái thời gian trước khi đến đi đến quyết định cuối các bạn không động lại gì nhiều đâu, tại vì nó quá chưa gì chớp nhoáng mà nó trá chỉ là nhanh ấy, đùng đùng phát kiểu gì tự nhiên quay ra cưới luôn. Thấy hai bạn có một đám cưới, mình cảm thấy như là trong một trong hai người là vẫn còn rất gì là không chắc chắn đấy, nên là đám cưới nó kiểu hai cô dâu với chú rể nó không được tận hưởng hết mình mấy. Mình cảm thấy là một số bạn trong đây sẽ cả tổ chức một cái đám cưới như rất chi là đơn giản thôi, chẳng hạn như một buổi tiệc nhỏ là bạn bè rồi mọi người đến rồi uống rượu buổi tối, xong là kiểu tổ chức buổi tối một nhỏ thế thôi, chứ không có một số bạn nhé, không phải tất cả bạn. Đây là một cái không khí nó rất chi là ấm cúng và kiểu bình yên ấy, chứ nó không quá chi là sôi động hay hoành tráng. Bạn mình khuyên các bạn là cứ đám cưới thì lên hưởng, các bạn nữ là lên hưởng thụ cái đám cưới thời thời khắc mà cái đám cưới của mình hơn nhé, mở lòng mà hưởng thụ hơn, vì vốn dĩ đây là sắp đặt mà về cho bạn ấy, nên là nó là đúng rồi, nó không sai đâu. Cái vũ trụ một quan hệ kể cả nó như nào mai sau, nhưng mà đây là cái vũ trụ sắp đặt cho bạn rồi, nó có mục đích riêng rồi. Mục đích mà vũ trụ sắp đặt cho bạn ấy, nó có mục đích gì kiểu gì cũng chỉ là tốt cho bạn thôi, nên bạn cứ hưởng thụ một cách tốt nhất nhá, có thể nhá, hãy mở lòng và tận hưởng. Bạn nữ trong đây này, mở lòng và tận hưởng, đừng có mà bị xối động, bị sao động quá bởi những kiểu tất cả những ý nghĩ của mình, chẳng nếu mình này sao đây có thích hợp không, nào nào nào, cứ tận hưởng hết mình nhá. Một đám cưới bình yên, bình dị và gần thiên nhiên. Ok, đấy là trả bài của các bạn tụ số 2. Cảm ơn các bạn tụ số 2 đã lắng nghe nhé. Nếu mà các bạn thích thì hãy like, share và subscribe kênh channel của mình. Bây giờ mình sẽ đến với các bạn tụ số 3.
kiếm. Lại còn lá The Star. Lại còn lá một kệ. Lại còn lá. Love is not just a rules that are not fair. Một đám cưới có vẻ như là không quá truyền thống đâu. Gifts. Món quà, wow. Gossip. Ok, các bạn tụ số 3. Ngày diễn ra đám cưới của các bạn tụ nào? Mình cảm thấy như các bạn xem trang của mình ấy thì câu chuyện mà mình nói thì khá là kiểu nó khá là đặc biệt, nên mình cảm thấy như là nó mà kiểu hợp với rất ít người, tại vì câu chuyện nó khá đặc biệt mà nó khá cụ thể và đặc biệt. Chú rể với cô dâu đây, hoặc là kiểu hai người quen nhau ấy. Ok, là có quan hệ đồng nghiệp với nhau. Mình cảm thấy như là ở đây có thể là một đám cưới LGBT hoặc đám cưới đồng tính, có thể thế. Có rất chi là nhiều lời ra lối vào đây. Nó có một cái gì đó mà nó không bình thường ấy. À, nó không như bình thường, như mọi người nghĩ mình là bình thường. Ok, chứ là bình thường nhá. Nghĩa là nó cái gì đó, một cái gì đó khác biệt với bình thường so với lúc bình thường mà không ai xảy ra nhá. Gifts. Thế là hai người gặp nhau, hợp tác với nhau. Hợp tác với nhau công việc, rồi trong công việc thế là đồ dần đi đến cưới nhau. Và ở đây có nghĩa là luật không phải lúc nào cũng đúng, có nghĩa là có thể là các bạn không thể đăng ký kết hôn chẳng hạn. Nếu bây giờ các bạn là LGBT cưới ở Việt Nam thì các bạn có thể là các bạn không sẽ không thể đăng ký kết hôn vì Việt Nam chưa cho đăng ký kết hôn, nhưng sang nước khác là đăng ký được nhá. Bạn có một đám cưới chưa nhỉ, kiểu cái cái đám cưới của các bạn ấy, nó sẽ vào buổi tối, có star đây mà, buổi tối mà nó nhẹ nhàng, nó thư giãn. Chẳng hạn như là buổi tối với giữa chiều anh lên hay cái gì đó đấy, hoặc là có thể là các bạn cũng có thể là một số bạn trong đây lấy người nổi tiếng chẳng hạn, đúng không? Có thể trường hợp như thế nên sẽ bị bàn tán rất là nhiều, và các bạn thì không muốn quá chi là rầm rộ thì các bạn đây các bạn cưới vào buổi tối và chỉ nhẹ nhàng thế thôi. Hai bạn gặp nhau trong công việc hoặc là có kết hợp với nhau trong công việc nhá, cùng nhau kỳ cô dâu chú rể hai bên này là cùng nhau sắp xếp cái tự mình sắp xếp cái đám cưới này. Có rất nhiều món quà, khách đến thì mang rất nhiều quà. Món quà ở đây, hoặc là bạn cho khách quà về đi cưới mà bạn mà được quà ở đây này. Và mang đến cái tư tưởng hoàn toàn mới cho mọi người này. Đấy, nó mang đến à. Cái sự gì nhỉ? Tư tưởng mới rồi kiểu các cái hành thì mà nó mở mang cho mọi người ấy. Bắt đầu một cái gì đó rất chi là mới, rất chi là kiểu thay đổi một cái gì xa xưa nào đó. Khả năng cao là đây là đám cưới của các bạn sẽ là LGBT hoặc là hoặc là kiểu người nổi tiếng, hoặc là lớn tuổi hơn nhau, cách tuổi nhau nhiều chẳng hạn. Một người có con rồi, một người có chồng vợ rồi, chia tay ly hôn rồi đấy, có thể cũng trường hợp như thế. Hoặc là hai người kiểu hai lần đò rồi,
Một đám cưới rất nhẹ nhàng trong khung cảnh thanh bình và những ánh lên ánh đèn trong buổi tối sao. Hai người tự chuẩn bị, bàn bạc với nhau tự chuẩn bị lên kế hoạch, chứ không phải là bố mẹ hai bên. Các bạn nói một cái gì đó chứ là... kiểu nó cái đám cưới của các bạn nó khá chứ là mở mang đầu óc người khác ấy. Nó mang một cái gì đó mở mang rồi cũng có nhiều nói ra nói vào, bàn luận về các bạn. Em có vẻ như các bạn không theo cái nghe theo cái bàn luận, không cần nghe theo cái bàn luận đấy lắm đâu. Ok, chú rể với cô dâu đây hai người. Em mình cứ nói thế hay là làm tính ngữ tính nhá. Là đây dành cho nhau rất chia hành động thân mật ở trong đám cưới, ôm hôn nhau chẳng hạn đấy. Mọi người nhìn vào sẽ bằng kiểu kiểu mọi người sẽ kiểu hey, đấy chỉ là lãng mạn. Đám cưới này lãng mạn lắm, lãng mạn mới là lãng mạn luôn. Đó là một khởi đầu mới cho cái cuộc sống của hai bạn đó, nó thay đổi rất nhiều cuộc sống của hai bạn ấy. Và một cái đám cưới nó có thể là ở trên mạng hoặc là ở xung quanh nó sẽ gây ra nhiều bàn luận, nhưng mà trong cái khung cảnh khung cảnh thực ở trong đám cưới của bạn ấy thì nó khá là yên bình, nó khá là nhẹ nhàng, nó ấm cúng, nó lãng mạn. Có thể có trường hợp nữa là tất cả các bạn bè bạn cũng giúp các bạn để tạo ra cái đám cưới này nữa, chứ không phải riêng mình các bạn, bạn bè cũng giúp nữa. Và mang đến rất nhiều quà này, các bạn sẽ được giúp đỡ rất nhiều, được tặng rất nhiều này, dễ thương như quà, gifts, những món quà. Ok, nói nhiều người nói ra nói vào nhưng mà ai cần biết đâu, đúng không? Ok, một đám cưới tuyệt đẹp. Đây là một đám cưới đầy ý nghĩa và đẹp đẽ. Ok, chúc mừng các bạn tụi số 3 này. Cảm ơn các bạn tụi số 3 nhá. Nếu các bạn thích, hãy like, share và subscribe kênh channel của mình nhá. Mình sẽ tạm dừng trải bài tại đây.